Khởi nghiệp với số tiền ít ỏi tích lũy được, trại cá cảnh của người thanh niên ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ban đầu đơn sơ, chỉ vỏn vẹn 10 thùng xốp bên trong ươm cá 7 màu, các dòng cơ bản như Full Gold, Platinum. Sau 4 năm đã có quy mô hơn 3.500 m², chia làm 4 khu nuôi, ươm cá 7 màu, cá ly thia. Nhờ mắt tay và lựa chọn giống phổ thông, giá bình dân, nên cá 7 màu của trại cá này nhanh chóng được thị trường đón nhận. Mỗi tháng xuất bán hàng nghìn cặp cá cho các tiệm cá cảnh ở Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh, chưa tính số lượng của cá ly thia. Hiện giá cá cảnh xuất bán dao động từ 3.000 đến 30.000 đồng một con. Trừ hết chi phí mỗi năm thì ông chủ cá cảnh này cũng đút túi khoảng 120 triệu đồng. Chia sẻ kinh nghiệm chăm cá, ông chủ trẻ tuổi cho biết, ngoài thiết kế khung tiền chế, bên trên che lưới để tránh mưa nắng, động vật vào ăn cá, bên dưới thì có hệ thống thoát nước bằng đi đường ống âm dưới hồ nuôi để tiết kiệm công sức thời gian thay nước. Đáng chú ý là cá 7 màu rất nhạy cảm với thời tiết. Nguồn nước phải đảm bảo trong độ pH nhất định từ 6,5 đến 7,5 để cá phát triển sinh sản tốt. Riêng thức ăn thì cần chọn loại giàu dinh dưỡng như chuồn chỉ, cám thái.